ghét cái này là quay cho anh làm đấy. Dây này dây gì nhỉ, để làm gì nhỉ? 140 con D718 kinh. Nghe bạn này, à đấy là đây dây cọc bình. Cọc bình nó ra ra gớm nhỉ. Đây dây dây cọc bình kinh nhỉ. Còn đây cho cái dây cọc bình như thế này gớm nhỉ. Ba sợi mới chịu nổi. Ba sợ luôn không ạ? Ừ. Này mình chắc chịu gì đủ nhiệt nó chẳng. Cái này chắc là cắm quạt. Ừ. Nắm chỉnh nhé. Đâu cái này là cái dây ra vợt dí này. À. Đây cầm bình. Chỉnh mạnh chỉnh nhẹ chắc đây này. Đấy, đây này. Đấy. Đang hút kinh lắm đấy nhỉ. Hồi nay nói gì thì to lên. Đây. Mới hình con.